Hello and what is good, everybody? Welcome back to my channel and it's your boy. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Short Kim Nguyễn. Yeah, baby, that's right. Ok, thì trước khi mà chúng ta tới với phần reaction thì tôi phải shout out cho Dirty Coin và anh Đàn vì đã tài trợ cho tôi cái nón này và cái áo này. Và nếu mà các bạn muốn check qua những cái sản phẩm của Dirty Coin cũng như là những cái sản phẩm mà tôi đang mặc trên người này thì các bạn có thể click vào cái đường link tôi có để dưới phần mô tả, vì đấy sẽ là cái website chính thức của Dirty Coin tại thị trường Việt Nam. Ok, thì đối với cái reaction video ngày hôm nay thì cái tên bài hát thì nó nghe nó cũng hơi kiểu gì ấy nhờ. Bài hát tên là Rap Nhanh Lên của Black Guy, D-Lo và Arthur, ba thành viên của Grow on Highness. Thì nếu mà các bạn có theo dõi cái rap game này khoảng thời gian trước đấy thì ở ngoài xa ngoài phía miền Bắc ngoài kia chúng ta có một bài hát tên là Rap Chậm Thôi. Và cái thời điểm đấy là lần đầu tiên tôi biết đến cái tên MCK luôn, và thực sự là tôi cực kỳ ấn tượng với MCK luôn. Và tôi không biết là cái bài hát này có khịa gì không, nhưng mà tôi nghĩ là không, tại vì cái thời điểm mà tôi quay cái reaction này cũng là vào ngày Chủ Nhật rồi, ngày 11 tháng 6 rồi, nên là chắc cũng không có gì đâu. Nhưng mà tôi rất là hào hứng khi mà nghe cái bài này, tại vì cái bài mà rap chậm thôi á là một trong những cái bài mà để lại cho tôi ấn tượng rất là lớn luôn. Và hiện tại thì chúng ta có Black Guy, D-Lo và Arthur đại diện cho Roll on Highness. Thì không có thời gian nữa, chúng ta check qua thôi. Let's go. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi, đừng quên để lại một nút like cho cái reaction video này và để lại một nút subscribe cho cái channel của tôi nữa nha. Ok, và cùng theo đó thì tôi có để thêm địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram nữa, được mọi người có thể check qua, nhất là TikTok của tôi. Ok, that's the reaction thôi. Let's go. Trước khi bấm tay thì always stay hydrated, guys. Đây không phải là quảng cáo nha, đừng có nói tôi quảng cáo gì hết, tôi vẫn đang đợi đây. Uống một miếng nước và chúng ta bắt đầu thôi nè. Let's go, baby. À mà khoan, tôi có nghe một vài tin đồn đó là D-Lo sẽ xuất hiện trong Rap Việt mùa 3. Thì ở thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy hình ảnh hay là bất cứ gì cả, nên là để tôi đợi ha. Nếu mà không có một cái nha, mấy cái thằng mà đồn nha, tao bắt cái chỏ này vô cái đầu của mày đó. Ở đó mà đồn là bậy bạ đi. Ok, nhưng mà let's go. Arthur, Black Guy, D-Lo, let's go. Rap nhanh lên. Bài này có CC không nhỉ? Ok, có nè. Ok. Holy shit. Là cái tên rap nhanh lên là rap nhanh thiệt hả? Oh my god. What the fuck? Oh, cái sản phẩm cuối cùng mà tôi nghe có mặt Arthur và D-Lo là cái bài mà hai ông này cũng rap chung một bài luôn trên cái theme, trên một cái bài hát mà nó có cái theme song của Naruto á.
Oh my god. What? Không, tôi cứ tưởng là sẽ chỉ có mỗi D-Lo là sẽ chơi fast flow trong cái bài hát này thôi. Tại vì nếu mà các bạn có theo dõi D-Lo ở mùa rap Việt thì D-Lo quá nổi tiếng về cái việc mà chơi fast flow rồi. Thì tôi cứ tưởng là chỉ có D-Lo thôi mà không ngờ là Blackout và Arthur luôn. What the fuck? Damn. Oh my god. Ai cũng rap cái đèn hay cái điện tao gào gán motherfucker. Rap nhanh lên, lõi đâu với lãi đuổi tao thắng hay bại để mẹ tao có rap nhanh lên. Tôi còn hơn là thác đến chỉ Air Force One và cắt thì mày. Rap nhanh lên, muốn làm tèo tụi mày không có tuổi. Rap nhanh lên, tôi bị gáy đấy tụi tao thấy ngay rap nó cháy máy và bớt cháy máy yeah. Rap sáng sớm tới tối lấy mấy cái phát flow kìa. Cái này vốn có ở cái chốn đó mấy thằng khốn khó ý kiến cũ nó hoài. Nếu tụi mày muốn đuổi tao cũng không còn biết được đi nào đúng, nếu quan tâm xem mày phải chứng minh hy vọng phấn đấu của mày đã sao. Nhưng tôi có niềm tin mày sẽ làm được bất kỳ dư luận hay là thị phi, và không có ai hiểu mày quá tao. Tao nắm bắt thời cơ biết lấy cái sai để rút kinh nghiệm của đội đi đúng, mà thôi tôi kiếm được một đống lối. Bây giờ tao muốn nói mày là hãy suy tư tự nhiên, nếu mày không muốn cảm thấy áp lực hay là mệt mỏi thì đừng có giải được cuộc chống đối. Thích xong rồi à, kêu anh em mày theo tao tao chỉ biết bao nhiêu bây giờ phải từ lỗi, chẳng có sai đâu. Đang ta luôn có làm từ vừa được mấy câu hỏi trong những kiểu cách như sao bên trong một đêm mất lối mà ngừng phát lối mà. Giờ mà tao được đến sau trong một trăm bao nhiêu bao nhiêu tôi muốn từ trong một trăm một tao được biết được khoe anh em tao đang sau khi tụi bay thằng nào thằng đấy thì đang đứt đối mà. Chứ tao dừng xe cái nhắn gửi trên khoe phái. Cái việc mà tôi ngồi tôi cực cực là tôi ngồi tôi coi là Blacka với lại Arthur rap cái gì á, tôi ngồi tôi đọc từng chữ mà kiểu đọc cũng không kịp nữa. What? Không mà tôi nghĩ là tôi xem xong cái lần này thì tôi phải ngồi tôi coi lại cái lyric, tại vì những cái reaction của tôi luôn luôn là những cái lần đầu tiên tôi xem hết nên là không có thể nào mà đọc đọc hết được. Ok. Lối mà ngừng phát lối mà, nhưng mà tao được đến sau trong một trăm bao nhiêu tôi muốn từ trong một trăm tao được biết được khoe anh em tao đang trong khi tụi bay thằng nào thằng đấy thì đang đứt đối mà. Chứ tao dừng xe cái nhắn gửi trên phe phái, anh em kết duyên hâm nóng bằng nhạc mà biết mới gặp còn tê tay. Cái cược này tụi mày xỉu đơn giản vì mày thiếu tài. Sự nghiệp mày chưa cho đùa thì công nhận mày là rapper khiếu hài. Anh cũng đang cái đèn hay cái điếc tao gào gán một fucker. Lõi đâu với lãi đuổi tôi thắng hay bại để mẹ tôi có rạc nhanh lên. Thôi tôi ăn hơn là thác đến chiếc Air Force One và cắt thì mày nhanh lên. Muốn làm tụi mày không có tuổi. Tao chẳng có biết đến giờ vẫn giờ chúng mày sẽ không thể quên được cách mà tao xử lý con beat. Mày cái chuyện này con beat để thành lâu được on speed là cái chuyện thường ngày tao làm mà mày sẽ chưa thấy bon beat. Chính xác là vì ma sát của bọn tao tạo ra nửa đùa nửa thật nó mới gọi là ảo ma. Bọn mày tao sau phải chỉ trận thì chúng nó không thể nào mà giết được cho một lần tổ huyết ông không thể nào mà giết được tao. Bao nhiêu lần mà tao vẫn chưa thấy bao nhiêu câu mà tao vẫn đưa lên giấy của tao rồi mày của tao nhìn thấy của tao là mưa tên và tao vẫn chết trong từng nhịp tất cả những cái gì mà tao đang có bây giờ tao chưa quên. Thứ nhất vẫn phải nói rằng tao có quá nhiều công việc phải để tao bàn giao rồi. Tim mà tao vẫn còn đang bàn đi chúng nó không thể nào mà ngã bên chưa thì tao cũng không thể nào mà rap bằng tao. Nếu mà tôi có một phần đó, tôi nghĩ là có rất là nhiều ông ngoài kia cũng làm giống tôi đúng không? Nhưng mà ok. Trong từng nhịp tất cả những cái gì mà tao đang có bây giờ tao chưa quên. Thứ nhất vẫn phải nói rằng tao có quá nhiều công việc phải để tao bàn giao rồi. Khi mà tao vẫn còn đang bàn đi chúng nó không thể nào mà ngã bên chơi thì tao cũng không thể nào mà rap bằng tao. Tụi mày luôn nói về hip hop nhưng khi mà anh chơi hip hop thì tụi mày chưa biết hip hop là cái gì. Mày hip hop ăn được không? Ăn được, ăn được. Nhưng mà quan trọng nhất á là anh chưa biết nó là trái gì. Ủa, sao tụi mày hỏi tao hoài vậy? Mỗi khi tao tạo ra câu flow, bản thân cũng flow cũng phải mang một hình ảnh đẹp. Nó đại diện cuộc sống của tao dù có hơi nhanh nhưng xử lý được từ cánh hẹp. Như là khi mà tao đang rap, anh nhận về một không gian khác, cầm rap với cả graphic. Nguyên sự mà giờ đang cháy, tao tự lên trên trang giấy, it's scroll like, roll like. Ai cũng rap như đang hát, gây riết, tao gào gán, motherfucker. Rap nhanh lên, lôi đầu quay lại, tụi tao thắng người bại, cái mẹ nó. Rap nhanh lên, còn tao ác hơn là thác, lên trên Air Force One và cap thì mày. Rap nhanh lên, muốn làm theo tụi mày không có tuổi, bitch. Rap nhanh lên, ai cũng rap như đang hát, gây riết, tao gào gán, motherfucker. Rap nhanh lên, lôi đầu quay lại, tụi tao thắng người bại, cũng kệ mẹ tụi tao. Rap nhanh lên, còn tao ác hơn là thác, lên trên Air Force One và cap thì mày. Rap nhanh lên. Muốn làm theo tụi mày không có tuổi. Rap nhanh lên. Mày làm cái gì vậy? Đi quên là em. Bring back the old school. Let's go. Ơi mà cái câu mà nói về kiểu hát khi ngao ngán á, cũng chạm chắc nhiều người lắm à. Ok. Kiểu những cái rapper như Wave á, dùng auto tune rồi các kiểu á. Ok. Ok. Wow, rap lên máy ba, đợi cái gì nữa hi hi.
Ok, wow, một cái bài hát mà kiểu đang chúng ta đang trong cái nguồn đang beef giữa Rick và Gil rồi, cái kiểu nó đang khá là tiêu cực, thì có một cái bài hát như vậy từ Rowan Haynes thì nó quá đỉnh luôn. Thật sự nó làm cho tôi kiểu tích cực lên rất là nhiều, và cũng như là cũng đã từ tôi không biết nữa, nhưng mà dạo này thì New Wave, những cái rapper New Wave, Autotune rồi Tune Tủng rồi cái thứ hơi nhiều, thì đây là một cái bài hát mà tôi nghĩ là wow, đáng để chúng ta ngồi nghe đi nghe lại, tại vì chắc chắn luôn tôi sẽ ngồi đi nghe lại cái bài hát này sẽ rất là nhiều lần. Ok, và như tôi nói, tôi khá là bất ngờ khi mà Black Gal và Arthur đều fast flow, tại vì nghe lúc mà đọc thấy cái tên của cái bài hát, tựa của bài hát thì tôi tưởng là ok, chắc là chỉ có D-Lo thôi, và tôi cũng đoán là D-Lo sẽ đi cuối, nhưng mà không nghĩ là cả Black Gal và Arthur đều chơi fast flow luôn. Ok, đây là một cái mà tôi làm cho tôi khá là bất ngờ và khá hay. Thật sự đây là bài hát là không, tôi nghĩ là không có gì để chơi luôn á. Dạ. Và nếu mà các bạn muốn nghe lại cái bài hát này, hoặc là các bạn cảm thấy bài hát này hay, thì nên check vào cái đường link, tôi luôn có để cái đường link của sản phẩm gốc ở dưới phần mô tả nha. Các bạn đã click vào và ủng hộ cho bên Rowan Haynes, Black Gal, D-Lo và Arthur đi. Ok. Và dạ, để xem coi sắp tới là coi D-Lo có xuất hiện như rap viện hay không. Nếu mà không xuất hiện nha, mấy cái thằng mà đồn nha, mấy cái thằng mà đồn bảy bãi nha, nè tụi mày nè, một vả nè, ok chưa, nói tầm bậy nè. Ok, mà nếu có thì thôi, ok, nếu có thì thôi, nếu có thôi coi như là mấy ông đúng. Ok, ok, và đó là reaction của tôi cho cái sản phẩm mới này của bên Rowan Haynes, rap nhanh lên. Ok, hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo, và cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Và như tôi nói một lần nữa, tôi không phải là rapper, tôi không phải là một người làm nhạc, tôi không phải là một người viết nhạc hay cái gì cả, chỉ là một người như đại đa số mọi người ở đây, là một người thích âm nhạc, yêu hip hop, thích nghe nhạc hip hop, và chúng ta ngồi ở đây và nghe nhạc chung với nhau thôi. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người ở kỳ reaction video tiếp theo. Nhưng mà khi always stay hydrated guys, và peace. Bao.